Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hàn các bạn. Đây mình hàn sắt này các bạn. Mình sẽ hàn không gần kính các bạn. Nếu mà lỡ đau mắt thì về mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem chỉ đau mắt như cách nào nha các bạn. Đây các bạn, hàn xong rồi các bạn. Tuy xấu nhưng mà nó vẫn dính nha các bạn. Hàn xong cả mấy nhà rồi nha các bạn nha. Camera quay vào đây cho các bạn xem nè. Đây. Sát mắt nha. Đây các bạn, nếu mà đau quá các bạn dở mới nhắm mắt là mình dở tí nước lên các bạn. Đấy, nhắm mắt nhưng mà dở lên cho nước nó ra các bạn. Đấy. Có nước không các bạn ta? Có. Đây các bạn. Đấy, nhắm mắt lên nha các bạn, nhưng mà dở lên cho nước nó ra nha các bạn. Đừng mở mắt thì đấy. Cái nước này là bị đau mắt đó các bạn. Mình, hôm nay mình các bạn thấy mình chứ mình không thấy các bạn đâu, thông cảm các bạn. Mình bị đau mắt các bạn, mình sẽ chỉ các bạn một cái mẹo khỏi đau mắt hàng nha các bạn. Bây giờ các bạn xem mình làm bằng cách nào nha các bạn. Bây giờ các bạn đón xem đó. Đây các bạn ơi, mình hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách trị đau mắt hàng nha các bạn. Mình hàng có một ít sắt nhưng mà bị đau quá các bạn. Đây bây giờ mình chả thấy, cho ít chè vào đây các bạn. Cái chè mình uống các bạn bình thường ấy. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái khăn các bạn với một cái bát như thế này nha các bạn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái đâu rồi đây nóng quá chúng không chúng cái tay chứ chúng cái gì hả rồi chưa đây quay vào cho các bạn xem cái này nhá. Đây các bạn, đây là chè này nè các bạn. Đây một cái khăn các bạn, chè đấy cho nó nở ra các bạn ơi, và nước nó ấm á các bạn. Đây nở ra xong rồi các bạn ơi, dắt bớt nước các bạn ơi. Đấy xong rồi khi nó ấm đưa vào mắt nha các bạn, 5 phút là khỏe ngay các bạn. Đây rồi các bạn cứ như thế này nha. Đấy các bạn cứ làm như thế này 3 lần cho mình là được. Các bạn nào nếu mà mớ hàng về mà tối chiều tối mà bị chớp chớp mắt á các bạn, là các bạn làm ngay luôn nha các bạn, là không cần phải uống thuốc. Các bạn làm như thế này cho mình 3 lần với sắt chè uống nó bạn 3 lần là sẽ khỏi, là sáng mai không bị đau mắt nha các bạn. Mẹo chị nó bắt hàng đấy các bạn. Còn bạn nào mà lỡ mà chưa xem video mà tua mà không biết, hoặc là đã lỡ bị đau rồi, hoặc bạn bè nào bị đau rồi đó các bạn, đau mà ôm chân ôm gối rồi chịu không nổi đó các bạn, thì các bạn mua cho mình một viên thuốc sủi nha các bạn. Sủi giảm đau hạ sốt đó các bạn, bắt buộc phải sủi nha các bạn. Bạn mua thuốc khác mình không biết nó có hiệu quả không, bạn mua cho mình viên thuốc sủi thì nó giảm đau rất là nhanh.
bạn uống cho mình viên thuốc sủi giảm đau hạ sốt vào, xong rồi bắt đầu các bạn nhờ người nhà đun nước cho các bạn làm y như thế này nha các bạn. Đấy, các bạn nhớ lấy cái khăn này các bạn bỏ chèo vào khăn này các bạn, chia đều hai bên mắt các bạn. Mới đầu thì nóng quá các bạn, để từ từ khi mà nó gần nguội các bạn để vào luôn như thế này các bạn nhé. Đấy, xong các bạn làm cho mình động tác như thế này, làm đi lặp lại 3 lần nha các bạn, thì mình nghĩ chắc lần mấy phút thôi nó sẽ nguội như này. Mình làm 3 lần là các bạn cảm thấy nó giảm khoảng là 90% đó các bạn. À, nó không còn các bạn, nó không còn sót mắt nha các bạn, và nước mắt nó sẽ chảy bớt đi đó. Mình sẽ mở mắt dần ra được các bạn. Để bây giờ mình sẽ thấy các bạn không phải mở mắt ra liền ngay là được nha các bạn, làm cho mình vài lần đây nước mắt nó chảy các bạn. Mình làm cái này không khác gì mình mình xong đó các bạn, làm để cho nó khi mà mình hàng á, mình nhìn vào cái sáng của hàng nó bị ảnh hưởng mắt các bạn, rác nó đau như một mạng chiêu hạt cát nó nằm trong mắt đó các bạn á. Mình làm như thế này thì vài lần thì nó sẽ khỏi giảm tới 90% cho các bạn. Các bạn làm xong mấy lần như thế này các bạn có thể xem tivi hoặc là chạy xe đi chơi được, chứ không như mọi người phải ôm chân ôm gối đau đầu rồi nha các bạn. Có rất nhiều người đâu gối bình thường ngày xưa mình chưa biết các bạn, thì mình hàng về mình đau quá mình cứ ôm như thế này các bạn, đau như thế này la hét đau không làm được bằng cách nào. Mình nghiên cứu mình đã làm được rồi, mình đã chia sẻ cho các bạn nha các bạn. Bây giờ không phải đau, không phải ôm nữa. Các bạn làm như mình thì nó sẽ khỏi các bạn, khỏi nhìn trông thấy luôn, ngay tức thì luôn các bạn. Không phải tốn kém, cũng không phải đi đâu xa. Với lại cái xác trà nha các bạn, xác trà và xác chè đấy các bạn, dùng cái chè uống của mình nha các bạn. Đây là làm tiếp như thế này nha các bạn. Các bạn xem video các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem nha các bạn. Cách này là mình muốn chia sẻ cho các bạn thì bạn nào mà có hàng xì thì bạn có cách sử dụng và trị nó ngay tức thì như bạn, chứ không đau lắm chịu nổi đâu nha các bạn. Mình mong rằng các bạn sẽ làm giống như mình và khỏi, và các bạn sẽ ủng hộ và cho mình và chia sẻ video nha các bạn. Các bạn nào hàng mà về buổi chiều tối mà cảm thấy nó sổ mũi, mắt nó chớp chớp là dính rồi nha các bạn. Cái thịt hẹt là đấy như thế, là chiều về là phát hiện như thế là đã bị dính rồi các bạn. Nên làm như thế này luôn, sáng mai là không bị. Còn bạn nào mà phát hiện ra rồi mà không đắp như thế này thì sáng mai chắc chắn ngủ dậy là các bạn sẽ không mở mắt được, mà nước chảy lem nhem, các bạn đau nửa đêm mình sẽ đau dữ dằn luôn nha các bạn. Không thể đi đâu, không thể làm gì.
đây cho anh làm như thế này cho mình nhé. Bây giờ mình thử mở mắt ra thì ra được đây nha các bạn nhé, các bạn xem nhé. Ok, chào các bạn nha, chào các bạn nha. Bây giờ mình mở mắt ra mình thấy được các bạn, nhẹ rồi các bạn. Nếu mà làm như thế 3 lần được là các bạn mở mắt ra được nha các bạn. Ok, đây các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi, sau 3 lần đắp mình mở mắt ra được các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ, mắt mình vẫn lem nhem, nhưng mà nó phải giảm đau và được 95% các bạn. Mình mong các bạn chia sẻ video này đến cho tất cả các bạn và các anh em bạn bè và hàng xóm rồi xem video này của mình nha các bạn. Và bây giờ mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Bye bye.